trân trọng cảm ơn hai năm bà cụ lính của đơn vị Bến. Và thưa quý vị đại biểu, trước khi đến với nhạc phẩm Tình Cây Và Đất, thì ban tổ chức xin trân trọng thông báo là đề nghị các đồng chí là tổ đội trưởng đội phó của các đội văn nghệ sẽ ở lại đến cuối cùng để nhận quà của ban tổ chức. Và tiếp theo, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý nghe nhạc phẩm Tình Cây Và Đất, nhạc của lời của Tô Thanh Tùng, do đơn vị An Ninh biểu diễn và đơn vị Thanh Tảo, người già ơn Đảng chuẩn bị.